Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội trong tiến trình đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sơn La tiếp tục tăng cường các giải pháp lãnh chỉ đạo công tác trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Ngân hàng Nhà nước dự báo nếu tiếp tục đạt tăng trưởng tín dụng như hiện nay, khả năng tín dụng cả năm nay có thể đạt mức 15%. Tòa án Nhân dân huyện Vân Hồ đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự về ma túy, tuyên phạt hai bị cáo về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần. Phần thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần thứ hai, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Phần thứ ba, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận và tình cảm của cán bộ, nhân dân, bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định những quan điểm, chỉ đạo và định hướng đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội nói riêng được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện sự kiên định nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, của Đảng ta. Chủ tịch Quốc hội khẳng định những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách sẽ góp phần quan trọng để hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội nắm vững hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, từ đó có những đóng góp tích cực hơn nữa cho công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sáng nay, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các thành viên ban chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tổ chức quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống và kiểm soát ma túy, đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở, phân công phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cơ quan đơn vị và ký giao ước thi đua giữ vững xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn về ma túy, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống ma túy từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành đoàn thể đã phát huy vai trò nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, huy động sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế xã hội và toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại về ma túy, kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, chuyển hóa địa bàn, đối ngoại, hợp tác quốc tế trong phòng chống và kiểm soát ma túy và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại hội nghị, các tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các ngành thành viên đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung vướng mắc bất cập và nguyên nhân tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian qua, công tác phối hợp triển khai thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ giữa Công an tỉnh Sơn La và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, chương trình đã giải ngân cho 85 người chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền trên 7 tỷ 320 triệu đồng. Hiện đang làm thủ tục cho 68 người tiếp cận nguồn vốn hơn 5 tỷ đồng. Các hộ vay vốn đều trả lãi đầy đủ theo quy định, sử dụng vốn hiệu quả đúng mục đích. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi để họ tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để họ có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống, phòng ngừa, tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Ngày 16 tháng 7, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Thuận Châu. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà thương binh Lường Văn Quân, Lường Văn Vương, Quàng Văn Hoán, bệnh binh Lường Văn Phong và ông Lò Văn Quốc là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Triềng Ly và xã Phùng Lăng. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ biết ơn sâu sắc trước những công hiến hy sinh của các thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các thương binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo, cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương Thuận Châu ngày càng phát triển. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cho ý kiến vào dự thảo quyết định quy định một số yếu tố làm căn cứ xác định khi giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh. Cuộc làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dự thảo quy định một số yếu tố làm căn cứ khi xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, được Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng theo Nghị định số 71 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, quy định về giá đất giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Dự thảo cũng được xây dựng trên cơ sở kế thừa một số nội dung đã quy định và được áp dụng ổn định, không phát sinh khó khăn vướng mắc tại quy định số 933 ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thương mại, khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Sơn La thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục đề xuất bổ sung các quy định mới, Nghị định số 71 của Chính phủ, quy định về giá đất giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với luật đất đai năm 2024 và thực tiễn của địa phương. Đối với dự thảo quy định kèm theo quyết định gồm 6 điều, trong đó có 3 nội dung cơ bản kế thừa quy định số 933 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lợi nhuận nhà đầu tư, chi phí quảng cáo, bán hàng, thời gian xây dựng, đồng thời có điều chỉnh lại so với quy định số 933. Còn lại, ra soát ban hành quy định mới. Tại cuộc làm việc, các sở ngành các huyện thành phố đã tham gia các ý kiến vào dự thảo trên cơ sở triển khai các dự án trên địa bàn từ thực tiễn khó khăn vướng mắc ở địa phương. Ngày 16 tháng 7, lãnh đạo huyện Yên Châu đã tổ chức đoàn kiểm tra nắm tình hình ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn huyện. Trước các diễn biến bất thường của thời tiết, những ngày qua trên địa bàn huyện Yên Châu thường xảy ra những đợt mưa vừa mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá tại một số địa bàn. Qua nghe báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, đến nay trên địa bàn huyện cơ bản chưa có thiệt hại do mưa lũ. Tuy nhiên, trên địa bàn một số xã như Tú Nang, Lóng Phiêng, Triềng Hạc đã xuất hiện một số điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, đá lăn, ảnh hưởng đến nhà dân. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Yên Châu yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cần tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn các xã thị trấn để chủ động trong công tác phòng chống lũ bão. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm tình hình ảnh hưởng của mưa lũ kịp thời cho lãnh đạo huyện, chủ động trong việc triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
Cùng với đó, người dân cần chủ động các biện pháp để phòng tránh mưa lũ trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Ngày 16 tháng 7, huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Theo đó, triển khai kết luận số 1526 ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện danh mục các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên. Đến nay có 20 công trình phần việc đã hoàn thành, hiện đang triển khai thực hiện 19 công trình phần việc, trong đó cấp huyện 12 công trình phần việc, cấp cơ sở có 7 công trình phần việc. Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Bắc Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các danh mục công trình phần việc đăng ký phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra, bố trí kinh phí thực hiện phù hợp, có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào hoạt động hội, giúp cho hội viên người mù tham gia sinh hoạt, học tập, lao động vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng, gia đình và xã hội. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Người Mù xác định triển khai từ nay đến cuối năm tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, tổ chức ngày 16 tháng 7. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Hội Người Mù tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đối với người khiếm thị, khuyến khích hội viên khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, kiểm tra đôn đốc thường xuyên các dự án vốn vay của hội viên. Hiện tại, hội đang quản lý 330 triệu đồng, tạo điều kiện cho 81 hội viên vay để tự tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 21 cơ sở tổng quát của hội viên, tạo việc làm ổn định cho 55 hội viên với thu nhập từ 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng một người trên tháng. Bên cạnh phát triển kinh tế, hội cũng thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, đã tổ chức tặng quà cho gần 1.100 hội viên nhân dịp lễ Tết, thăm hỏi khi hội viên ốm đau hoạn nạn với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên được quan tâm chú trọng. 6 tháng đầu năm đã kết nạp mới 380 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 1.100 người. Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng đến nay đạt hơn 6% so với cuối năm 2023. Riêng trong tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng vào nền kinh tế ước tính ở mức trên 480.000 tỷ đồng, cao hơn con số của cả 5 tháng đầu năm. Đáng lưu ý là trong 2 tháng đầu năm 2024, tín dụng tăng trưởng âm, đến tháng 3 tín dụng mới tăng trưởng trở lại với mức tăng 1,34%. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, nếu tốc độ tăng trưởng tín dụng này được duy trì, khả năng tín dụng cả năm đạt 15% là có thể đạt được. Những yếu tố làm cho tín dụng có sự tăng mạnh trong nửa cuối năm là do nửa đầu năm doanh nghiệp tập trung đàm phán hợp đồng, chủ yếu ký kết từ giữa năm. Phần lớn các hợp đồng tín dụng lớn cũng được giải ngân trong nửa cuối năm. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mai Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mai Sơn đã triển khai hiệu quả các phong trào do các cấp hội phát động, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Tiêu biểu như hội đã tổ chức 115 công trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, thu hút 12.000 lượt thanh niên tham gia, phối hợp tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho hơn 22.000 thanh niên, hỗ trợ 5 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực triển khai 15 công trình thanh niên cấp huyện trị giá 5,2 tỷ đồng, 63 công trình thanh niên cấp cơ sở với kinh phí hơn 627 triệu đồng. Với khẩu hiệu hành động Thanh niên Mai Sơn đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phấn đấu hàng năm 100% cán bộ hội viên được quán triệt, học tập và 90% thanh niên được tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của Đảng, đoàn, hội các cấp, xây dựng mới ít nhất 5 công trình cấp huyện, 110 công trình cấp cơ sở, phấn đấu 100% số chi hội vững mạnh, xuất sắc, kết nạp 500 hội viên mới, giới thiệu 100 thanh niên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Đại hội đã hiệp thương cử 25 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mai Sơn khóa 6. Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Năm học 2023-2024, huyện Phú Yên đã có 12 trên 30 trường mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 20,78% số trẻ mẫu giáo, tăng 10 trường với 14,23% số trẻ so với năm học trước. Tại trường mầm non Tư Thục Mường Tắc, hiện nay 100% trẻ học tại nhà trường đều được dạy 2 buổi tiếng Anh một tuần. Trong các tiết dạy, giáo viên đã gắn việc dạy kiến thức tiếng Anh qua các trò chơi, bài hát, câu chuyện, các hoạt động trải nghiệm theo hình thức học mà chơi, chơi mà học. Qua đó đã thu hút sự hào hứng tham gia của trẻ, giúp trẻ có khả năng tiếp thu ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên. Hệ thống cơ sở vật chất được nhà trường trang bị đầy đủ hiện đại như máy tính,
bảng tương tác, máy chiếu, đồ chơi, tranh ảnh trực quan, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La vừa tổ chức hội thi điều dưỡng hộ sinh giỏi thanh lịch lần thứ 9 năm 2024 với sự tham gia của 47 thí sinh là điều dưỡng hộ sinh đang công tác tại bệnh viện. Tham gia hội thi, các thí sinh trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng phần mềm Google Form trong thời gian 90 phút. Phần thi thực hành, thí sinh bốc thăm câu hỏi thực hành quy trình kỹ thuật trực tiếp trên người bệnh thực tế tại các khoa lâm sàng, và phần thi ứng xử, các thí sinh bốc thăm câu hỏi trả lời tình huống áp dụng vào thực tế công việc của mình. Hội thi giúp các điều dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh thân thiện, tận tình, chu đáo cho đội ngũ điều dưỡng trong bệnh viện. Thì qua cuộc thi thì cũng giúp chúng tôi có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau. Hội thi được tổ chức thường niên nhằm hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng một tốt hơn, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Dịp này là để cán bộ y tế ôn lại kiến thức về chuyên môn, cũng như là trau dồi về kiến thức giao tiếp ứng xử đối với người bệnh và nhân viên y tế với nhau. Trên tinh thần đó để có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các khoa phòng trong bệnh viện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phụ cho các thí sinh đoạt giải. Ngày 16 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự Khối huyện ủy và Khối Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024. Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7, 64 đồng chí là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, chiến sĩ tự vệ của hai khối sẽ được học tập nghiên cứu các nội dung giáo dục chính trị pháp luật như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam và đường lối chính sách đối ngoại của Đảng hiện nay, huấn luyện quân sự, kỹ thuật, chiến thuật, tham gia xây dựng nông thôn mới và cập nhật nội dung mới, các nghị quyết hướng dẫn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030, xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường, đơn vị dân quân thường trực, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Qua huấn luyện, giúp các chiến sĩ tự vệ nắm vững một số quan điểm nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, thực hành huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật và cách sử dụng một số loại vũ khí, qua đó chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong cơ quan và trên địa bàn. Ngày 16 tháng 7, tại xã Tô Múa, Tòa án Nhân dân huyện Vân Hồ đã mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về ma túy. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Vàng Thị Dê, sinh năm 1987, trú tại bản Co Tràm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, và Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1997, trú tại bản Sồm Lồm, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Theo cáo trạng, tại bản Co Tràm, xã Lóng Luông, đối tượng Vàng Thị Dê đã bị tổ công tác của Công an xã Lóng Luông phát hiện khi có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, nên yêu cầu Dê dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Dê đã tự giao nộp một gói ni lông, bên trong có chứa hai viên nén màu hồng và một ít chất bột màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Qua giám định, xác định chất bột màu hồng và hai viên nén là methamphetamine có trọng lượng 0,27 gram. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuân, bị tổ công tác Công an huyện Vân Hồ bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,58 gram heroin. Trong quá trình điều tra, Tuân khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy, nên đã mua ma túy của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ danh tính với giá 200.000 đồng về để sử dụng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở chứng cứ vụ án và các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vàng Thị Dê 20 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Tuân 23 tháng tù giam cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.